xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình giới thiệu đến mọi người một mẫu máy bay giá rẻ bên mình. Thì mẫu máy bay này là thiết kế mình bay thiết kế là bay 15 phút mọi người nhé. Khoảng cách bay là 1 km. Vừa có thể là cất cánh đường băng mà vừa có thể là cất cánh ném tay được. Đây là do đường băng mình xấu nên là mình không chạy đường băng mọi người nhé. Mình ném tay cho nhanh. Bây giờ mình bắt đầu bay thử nhá mọi người nhá. À giá 2,5 củ khoai. Rất là dễ bay luôn mọi người ạ. Nhào lộn các kiểu luôn. Bay đứng con mọi người ơi.